Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà. Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà. Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà.
sớm khuya rơi giật khôn lường
Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể nhân dân, giờ thiêng đã đến, xin kính mời toàn thể nhân dân hướng về lễ đài để dâng hương cầu cho quốc thái dân an, cho mùa màng tươi tốt, cho bệnh dịch được tiêu trừ. Đội dân hương bắt đầu. Cho những người làm chương trình, tôi xin được gửi tới lời chào mừng nồng nhiệt tới tất cả các quý vị đã về với lễ hội sức vật của thôn nhà chùa trì Mỹ Hưng 19 tháng 12 năm 2014. Xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và chuẩn bị đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, an khang, thịnh vượng. Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, từ ngàn xưa, mái chùa đã là nơi che chở tâm linh cho muôn loài, là nét văn hóa đặc sắc, là cái hồn của mỗi làng quê Việt Nam. Và mỗi khi tiếng chuông ngân lên, đưa chúng ta về với không gian thanh tịnh, xua tan những ưu phiền lo toan trong cuộc sống. Và để chào mừng ngày lễ sức vật thôn nhà hôm nay, được sự nhất trí của ban tổ chức, đội văn nghệ thôn nhà cùng với đội văn nghệ đến từ xã Bản Hương Quê, một lòng hướng Phật, xin được gửi tới quý vị, quý khán giả một số tiết mục văn nghệ cổ truyền cầu phúc cho toàn thể nhân dân. Mở đầu là tiết mục hát văn múa cô đôi thượng ngàn do đội tế thôn nhà trình diễn. Việt Nam, Phật giáo Việt Nam thống nhất quang nam chung, từ nay một lòng chung ta tiến lên vì đạo thiên cùng lo. Cùng làm sao cho đó chân ai đời đời
Phật tử xa gần về đây lễ Phật thêm
phần đó là nội dung khúc ca chèo Ngõ Hầu. Right.
một tiết mục của anh Ngọc Tiến, Xuân Tiến tới từ siêu thị Thành Vân. Xin có thể đổ trong không ai. Xin gửi tới toàn thể quý đạo hữu đồng tử chúng ta xa gần với bài hát Bệnh Phật Quan Âm. Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu suốt cuộc đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, trời con nhảy nhớ thân càng dưới khắp lắm thế gian chốn cười mát mẹ mời thương thay nhà dưới tòa sen vàng thương trầm đọa ngắn nhân gian lấy phật quang thật là một giọng ca đàn đến từ siêu thị Thành Vân, chúng ta lại nổ một tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Chúa thăng hoa con cũng dường chưa.
Chuyện nhớ trò lại lắm tí hẹn hò
một nghệ sĩ, nghệ nhân của thôn Thượng, chị Minh Nguyệt sẽ lên gửi tới quý vị một khúc ca chèo theo điệu Đào Liễu. Xin mời quý vị được thích. Oh!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.